Về đại hội thì câu mà tôi thấy là chính xác nhất và nó có vẻ là thấm thủy là và chính xác là cái câu của tiến sĩ Nguyễn Văn Nga. Tiến sĩ Nguyễn Văn Nga nói là cho dù ông Tổng thắng hay ông Trục thắng, Đảng Cộng sản trước đại hội khác với Đảng Cộng sản sau đại hội. Bác sĩ Nguyễn Đắc Diên, người công khai bỏ đảng, phát biểu trong cuộc họp của Hội Nhà báo Độc lập vừa qua. Khoảng 30 người là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập và khách mời đã có mặt tại buổi họp tất niên Ất Mùi vào sáng ngày 30 tháng 1 năm 2016, chỉ sau Đại hội Đảng 12 vài ngày. Chính vì thế, phần nhiều các ý kiến trong cuộc họp đều nói về kết quả bầu bán tại Đại hội Đảng. Ông Phạm Nguyên Trường, một dịch giả nổi tiếng ở Vũng Tàu cho biết. Nhưng năm 2016 sẽ khác hẳn năm 2015 và những năm trước đó. Vì có hai cái lý do của đây. Một là Đảng Cộng sản sau cái đại hội này không còn là Đảng Cộng sản nhưng cũng nữa. Và nếu chúng ta theo dõi dư luận thì chúng ta thấy là nhân dân cũng không còn nhưng cũng nữa. Cho nên tôi tin chắc rằng là năm 2016 phải là năm bạn bè sau những thay đổi lớn. Nhưng mà bởi vì là ngay cả trước khi anh em ta gặp những ông công an trong 1-2 năm gần đây chẳng hạn, trước kia họ còn có thể có một cái gì đó như là lý tưởng, rồi sau đó họ có thể có một cái gì đó như là ảo tưởng. Thì bây giờ ngay cả những người công an gặp, ví dụ như là tôi chẳng hạn, thì tôi tiếp xúc với người có bất cứ trưởng phòng ở tỉnh, rồi thì các anh em thì thấy nghe rằng ngay cả cái tạo tưởng bộ không có. Kết quả ở Đại hội Đảng 12 vừa qua, với việc ông Nguyễn Tấn Dũng rớt và ông Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ chức Tổng Bí thư, một số tin tức cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa chịu đầu hàng và sẽ có những diễn biến khó lường sắp tới. Cho nên tôi thấy rằng tình hình sắp tới thì hiện nay chưa dự báo được đâu. Cũng có khả năng là ông nó sẽ đỡ hơn trước, nhưng cũng có khả năng sắp đến đây trước khi nếu như một đồng họ siết cổ con chó thì chặt đi thả ra nó bực, biết đâu lúc nào sẽ áp dụng cái câu đó của bác đó, sắp tới ta sẽ khủng bố để trấn áp những người yêu nước thực sự, những người dân chủ thực sự, để sau đó đẻ ra một cái số khác nó cũng dân chủ đó được, nhưng đó là những công cụ của họ. Cho nên tôi nghĩ rằng các bạn nên tỉnh táo và cứ lớn hết mà chúng ta phải thấy là họ đã cai trị cả Việt Nam 40 năm rồi. Biển trước mắt á, tiếp theo tôi đó, ngay trong vài tháng tới thì Hội Nhà báo Việt Nam Thời báo và tất cả các xã hội dân sự nếu thấy rằng cái kịch bản Nguyễn Phú Trọng nó quá trơ cháo rồi đến cái mức mà có thể tuyên bố trước nhà báo quốc tế ở trong nước là ông ấy là ngạc nhiên khi nào bây giờ thì tôi thấy hết rồi, không có gì để chúng ta phải nói về cái nhân vật này nữa. Thì đây á, mạnh theo tôi là một trong cái mà chúng ta có thể nhắm tới được, dĩ nhiên là nhiều cái tẩy chay cái cuộc quốc hội tới, cái này kịch bản này là quá chơi chén rồi, nếu mà anh còn dám thêm cái này thì anh coi thân mình không đạt gì. Đại hội 12 của Đảng Cộng sản kết thúc, các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam cần phải mạnh mẽ chuyển mình để thúc đẩy dân chủ và nhân quyền, đặc biệt là cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào tháng 5 năm 2016. Thay đổi để phát triển, đó là tinh thần của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam mạnh mẽ khẳng định trong cuộc họp tất niên Ất Mùi. Phóng sự của SBTN tường trình từ Sài Gòn, Việt Nam. Thank you.